tức nhiên thành Phật. Đó, như vậy thì ai cũng tu được hết. À, bây giờ niệm cái danh hiệu Phật thì có lúc nhớ lúc quên, vì mượn của Phật mà niệm. Còn niệm ông Phật của mình thì lúc nào cũng ở với mình hoài, không có lúc nào nhớ lúc quên cả. Như vậy thì tuy đứng niệm Di Đà, nằm ngồi thì lục tự đó, nói cũng nhớ Nam Mô mà nín cũng ôn sáu chữ đó. Mình nói thì cái miệng, nhưng mà cái tâm mình cũng nhận được, tôi là người đang biết được đó, tôi là người đang biết tôi nói, thì đó là nhớ Nam Mô. Nín thì tôi biết tôi nín, đó là cũng ghi sáu chữ, chứ không bắt buộc phải niệm cái miệng Nam Mô Di Đà Phật hoài, mà cái tâm mình lúc nào cũng sống hằng với cái biết không rời, gọi là mình hành lục tự hay là trì lục tự. Thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng ghi sáu chữ đó. Mình thức thì mình cũng nhớ cái biết là Phật, ngủ thì mình ngủ nhưng mà vẫn biết mình ngủ, thì ngủ cũng ghi sáu chữ. Được không? Đạt muốn giảng sanh phải hành như thử, nghĩa là nếu chúng ta muốn sanh về cực lạc thì phải hành như vậy, thì chắc chắn được giảng sanh về cực lạc. Đó là một cái bài kệ. Rồi thêm cái bài kệ nữa, à, cũng của Đức Phật: tất cả tấm lòng thành gồm vào một niệm Phật, khi niệm mấy phát lên thì vang rền trong trời đất, rừng mê cháy sạch không, biển khổ lấp bằng mặt, chỉ trong cái quát nhiên thấy rõ tam thế Phật. Đó, cái này mới là tuyệt vời nữa đó. Nghĩa là mình niệm Phật thành lòng rồi, chỉ trong cái quát nhiên thôi, chỉ trong cái giật mình thôi, cái chợt té thôi, cái nhảy mũi thôi, cái móng tay thôi, thì cũng đạt thành Phật, khỏi cần phải tu lâu mất thời giờ gì hết. À, bây giờ tất cả tấm lòng thành, chữ lòng là tâm, tâm là cái biết. Hiện bây giờ mình đang có cái biết, mà cái biết mình biết khắp trời đất. À, nghĩ trời biết trời, nghĩ đất biết đất, nghĩ trăng biết trăng, nghĩ sao biết sao, nghĩ địa ngục biết địa ngục, nghĩ thiên đường biết thiên đường. Tất cả những cái biết này mình gom hết vô cái con niệm Phật, chứ không có để cho nó sơ hở một cái lúc nào. Thì cái niệm Phật mình nó trùm khắp trời đất. Hiện giờ cái biết mình trùm khắp trời đất, thì mình niệm Phật bằng cái biết, nhận ra cái biết, sống ngay cái biết, tu ngay cái biết, thì con niệm Phật mình gian rền trong trời đất. Chính tôi có niệm được cái đó. À, có khi tôi đương ngồi tôi khởi cái tâm niệm Phật, thì tự nhiên tôi nghe cái tiếng được gian rền khắp trời đất, thì tôi mới ngộ được cái chỗ này. Thì đúng như vậy, cái này cái biết, không nghĩ một cái gì khác hơn, thì niệm một con niệm Phật là gian rền trong trời đất. Rồi rừng mê cháy sạch không, tại vì cái thân phàm mình nó mê cái đối cảnh sanh vọng động, nó mới mê làm vô minh. Bây giờ mình buông cái thân phàm, đối cảnh không sanh vọng động, lúc nào cũng lặng trang sáng rỡ rõ ràng biết, thì rừng mê cháy sạch không, tức là đâu còn mê vào cái chỗ biết được. Cái tâm mình nó mê là tâm vọng, cái thân mình nó mê vì tạo nghiệp, còn cái biết lúc nào cũng lặng trăng sáng rỡ, không có lúc nào mê muội cả. Thì như vậy, niệm như vậy là rừng mê cháy sạch không. Rồi kế đó là biển khổ lấp bằng mặt. Cái khổ là do mê, chứ nếu không mê thì đâu có khổ. Bây giờ tôi tạm ví dụ, bây giờ ngủ nó nằm chim bao, nằm chim bao cái thấy cọp rượu, hay là thấy bị đánh bị đập, khổ sở là khóc rên rỉ đủ thứ, đó là biển khổ đó. Nhưng mà có ai vỗ cái da cái mình giật mình, thì cái khổ đó không có nữa. Tôi là người đang biết tôi nằm chim bao, thì cái chim bao trong cảnh khổ hoàn toàn kiếm lại cũng không được, hoàn toàn nó mất hẳn. Thì tạm ví dụ tôi nhận ra cái biết, tôi quên tất cả những cái giả trong chim bao này, danh lợi tình uy quyền phú quý nhà cửa vợ con tài sản gì tôi cũng quên hết, tôi chỉ còn cái biết thôi. Thì ngay bây giờ là biển khổ lấp bằng mặt, chứ không còn cái khổ trong cái tâm học của mình chút nào cả. Rồi chỉ trong cái quát nhiên, quát nhiên là cái giật mình đó, cái khẩy móng tay đó, cái một sát na đó, bất ngờ mình té cái, hay hoặc mình ngồi lên hay đứng dậy cái mình ngộ đạo kiến đó, thấy tam thế Phật. Tam thế Phật là sao? Là chư Phật ba đời, Phật quá khứ cũng cái biết, Phật hiện tại cũng cái biết, Phật vị lai cũng cái biết. Mình tỏ ngộ cái biết hoàn toàn, quên hết tất cả, buông hết tất cả, thì chứng tỏ là trong cái quán nghiệp thấy rõ tam thế Phật. Vì vậy mà tôi tin chắc rằng tu thành Phật rất dễ, ai tu cũng thành hết, chỉ cái là không chịu tu.
thì không phải, và không dám tin mình là Phật thì không phải. Còn nếu chịu tu chịu tin thì chắc chắn một người tu một người thành, trăm người tu trăm người thành, ngàn người tu ngàn người đắc. Nếu không thành Phật, hành đúng lời Phật dạy y như vậy, tôi chịu đạo thế rồi. Nếu không thành đã địa ngục, tôi xuống địa ngục một thế rồi. Đây là lời nói của tôi, bảo đảm chắc chắn cho anh em tu hành không còn nghi kỵ gì hết. Kính thưa quý vị, qua cái đề tài trên ta trình bày đến đây kết thúc. Để tiếp theo nhờ... con cùng đồng đạo có ơn như thế này, nhờ ông Năm giải thích con cùng đồng đạo được rõ. Lục tổ Huệ Năng nói: lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Và ý nghĩa như thế nào, xin ông Năm giải thích cho con cùng các đồng đạo được rõ. Kính thưa quý vị, tiếp theo cái đề tài thứ hai, Đức Lục Tổ Huệ Năng nói trong kinh Pháp Bảo Tàng: lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Thế nào là vô niệm? Thường thường người ta hay làm cái vô niệm đó, là vô niệm tức là không khởi niệm, rồi không dám biết gì hết á. Nếu biết cái sợ khởi niệm, như vậy là làm vô niệm chứ không phải là không biết. Ngay nơi niệm mà không có niệm gì hết gọi là vô niệm. Tất nhiên là vừa khởi niệm thì mình liền biết mình khởi niệm. Cái biết đó nó đâu có khởi niệm. Nếu nó khởi niệm làm sao nó biết được cái khởi niệm trong lòng mình? Mà lòng mình vừa khởi niệm thì mình liền biết cái người đang biết mình khởi niệm, cái người đó là chủ nhân ông, là Phật tánh của mình đó. Nhận ra cái đó là vô niệm, sống ngay cái đó là vô niệm. Không cần suy nghĩ, không cần tìm hiểu để biết, không cần ghi nhớ để biết, không cần học hỏi để biết, mà vốn nó lặng trang sáng rỡ rõ ràng biết. Cái biết thường hằng như như bất lặng, cái đó là vô niệm. Thành ra người nào tu như vậy chắc chắn thành Phật, thành tổ liền, không khỏi thời gian bao lâu hết, không cần thời gian bao lâu hết.